Ngày 27 tháng 6, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công an huyện Đất Đỏ điều tra nguyên nhân tử vong của vợ chồng trẻ trong căn nhà cháy. Nạn nhân là anh HVP 32 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ và vợ là BTTT 23 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu tử vong trong căn nhà do hai người thuê trọ trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 26 tháng 6, người dân phát hiện căn nhà anh P và chị T bùng cháy dữ dội, liền báo cho lực lượng công an và cùng nhau tổ chức dập lửa. Tại hiện trường, khói đen bao trùm căn nhà cùng mùi xăng phát tán xung quanh nồng nặc. Sau khi lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của anh P và chị T bên trong căn nhà. Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, vợ chồng anh P có con nhỏ khoảng 1 tuổi. Trước khi xảy ra vụ việc, anh P đã chở con nhỏ về gia đình của chị T để gửi. Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy khiến vợ chồng trẻ này tử vong, nhiều khả năng là do quyên dịch. Khoảng 4 giờ ngày 26 tháng 6, tại căn biệt thự khai tầng trên đường Dương Tự Minh thuộc tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra vụ cháy khiến hai người tử vong. Căn nhà trên vừa để ở và làm văn phòng với tên Công ty Trách nhiệm Khấu hạn Phát triển Thương mại Bồ Đề, chuyên kinh doanh online sản phẩm vòng tay và gương trầm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên Nguyễn Linh cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra kết luận, nhưng nhận định ban đầu là do chập điện trên bàn thờ đặt tại tầng 2. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người, gồm chị NTH và anh AMS quốc tịch Ấn Độ là chồng chị Hát, cùng 4 người khác là người giúp việc, con cháu chị Hát. Sau khi vụ cháy xảy ra, 4 người ở tầng 1 đã tự thoát được ra ngoài, còn chị NTH và anh AMS mắc kẹt trên tầng 2. Người nhà nạn nhân kể lại, phát hiện cháy họ đã ra cầu thang nhưng không xuống được nên chạy ngược vào nhà vệ sinh và bị ngạt khói. Sau khi nhận tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn đến khoảng 4 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa hai nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu xong không qua khỏi. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm hỏi động viên chia buồn với gia đình nạn nhân. Ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo công an tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ngày 26 tháng 6, ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Long, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến hai người tử vong. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc dạng sáng cùng ngày tại căn nhà hai tầng vừa để ở và làm văn phòng với tên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại Bồ Đề ở tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Thời điểm xảy ra vụ cháy có 6 người, trong đó 4 người đã kịp thời tự thoát ra, hai người mắc kẹt. Đến khoảng 4 giờ, lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa. Hai nạn nhân bị mắc kẹt là vợ chồng được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Bà ngoại vật vã bên thi thể các cháu Vài giờ sau vụ hỏa hoạn ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đoàn xe lần lượt đưa ba chiếc quan tài là thi thể của ba đứa trẻ về với gia đình ở Đồng Nai để lo hậu sự. Khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, sáng 25 tháng 6, bao trùm không khí tang thương hàng xóm người thân vây kín căn nhà anh Vòng Duy Anh 30 tuổi để chia buồn trước nỗi đau mất ba người con. Thấy ba chiếc quan tài đặt cạnh nhau giữa nhà, ai nấy đều xót xa. Ngồi bệt dưới nền đất, bà Nguyễn Thị Tâm, 52 tuổi, bà ngoại của ba đứa trẻ vẫn khóc tức tưởi. Tiếng khóc than ai oán khiến những người đến viếng không khỏi xót xa. Hết sức lực khóc thương cháu, bà nằm vật xuống nhưng không ngừng thổn thức. Vừa khóc, bà Tâm vừa vút ve chiếc quan tài đang quàng thi thể các cháu đoàn số dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt hốc hác suốt đêm không ngủ. Bà kể, gia cảnh khó khăn nên từ quê Nghệ An và thành phố Đà Lạt mưu sinh. Bà ở nhờ phía sau nhà của một người quen ở phường 7, thành phố Đà Lạt để đi làm thuê. Chiều 23 tháng 6, con gái của bà là chị Đậu Thị Tú, 29 tuổi, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, dẫn ba con, 6 tuổi, 4 tuổi và 9 tháng tuổi đến thăm. Sáng qua, còn công việc ở vườn nên bà đi làm. Con gái ở nhà với các cháu, Vài giờ sau, bà đang làm thì hay tin nhà bị cháy. Bà tất tuổi chạy về nhưng nguyện vọng các cháu đều bình an. Tới nơi, bà khốt khoảng nơi mình sống kín người. Công an căng dây xung quanh, căn nhà cháy đen còn các cháu đã tử vong. Kể từ đây, bà tâm bẩn thần, đôi tay nhăn nhúm vút ve những kỷ vật liên quan ba cháu ngoại. Mỗi khi có ai nhắc tới những đứa trẻ, bà lại không kìm được xúc động, ỏa khóc. Bắt bà ngấn nước. Mỗi lần trò chuyện với ngoại, con vẫn kể bao chuyện. Rồi sáng qua, cháu ngoại, bé lớn 6 tuổi, vẫn rủ gì, chưa bài nhớ về ăn cơm với cháu. Sao giờ con không nói gì nữa? Lúc đó bà còn treo, nếu không đi làm thì người ta đuổi bà, không trả công. Các cháu ngoan hiền, lệ phép, vậy mà sao lại nỡ bỏ ngoại ra đi? Một người nhà cho biết, tối qua, khi xe cứu thương chở quan tài ba đứa trẻ về đến nhà, người mẹ tiếp tục bần thần dưới ngất xỉu nên được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu để cha dối bởi buồn bã nhưng cố gắng vượt qua để chăm vợ lo hậu sự cho các con. Theo thông tin, chị Đậu Thị Tú 29 tuổi quê huyện Diện Châu tỉnh Nghệ An, lấy chồng là anh Võng Duy Anh 30 tuổi, quê ở huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai. Vợ chồng có 3 người con, 4 đến 6 tuổi và 9 tháng tuổi con đầu lòng vừa học xong khóa học mẫu giáo, người vợ đưa các con thăm ba đang làm thuê ở tỉnh Bình Thuận, rồi sau đó thăm bà ngoại tại Đà Lạt. Gia đình dự kiến hôm nay sẽ về quê ở Nghệ An, chuẩn bị cho con vào lớp 1. Sáng 24 tháng 6, bà ngoại của ba đứa trẻ đi làm. Mẹ con chị Tú ở nhà. Trong lúc nấu ăn, chị Tú ra ngoài mua sữa nên khóa cửa phòng để các con bên trong. Trước khi đi, người mẹ bật bếp ga nấu đồ ăn cho các cháu nhưng quên tắt bếp. Hoạ hoạn xảy ra sau đó ba đứa trẻ xấu số tử vong. Sau vụ cháy mẹ ba đứa trẻ ngất lịm phải điều trị tại bệnh viện ở thành phố Đà Lạt. Từ khi vụ cháy xảy ra Đà Lạt mưa, người dân tự lập thùng quyên góp để người quan lại hỗ trợ gia đình nghèo lo hậu sự cho các con vượt qua nỗi đau. Nhà tang lễ bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng hôm qua cũng đông nghìn người tới viếng những đứa trẻ xấu số. Họ đội mưa thắp nén nhang và gửi tiền ủng hộ chia sẻ đau thương. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, trong buổi chiều ngày 24 tháng 6, cơ quan chức năng nhận hơn 420 triệu đồng tiền đóng góp của người dân cùng sự đóng góp của các đoàn thể khác. Quận. Chuyến đi định mệnh. Đến sáng 25 tháng 6, thi thể ba cháu bé VMA 1 tuổi nam, VNBA 4 tuổi nữ và VAK 6 tuổi nam cùng chị Đậu Thị Tú đã được đưa về nhà ở khu phố Tam Hiệp 2, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để tổ chức tang lễ. Chị Đậu Thị Tú vẫn liên tục truyền nước, chưa thể hồi phục bởi sự ra đi xót xa của ba đứa con mình rứt ruột mang nặng đẻ đau sau vụ cháy nhà ở Đà Lạt. Được biết, chị Tú lấy chồng là anh Vòng Duy Anh, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Vì cuộc sống khó khăn nên anh vòng duy anh phải liên tục xa nhà để đi làm thuê. Trước khi lên thành phố Đà Lạt, chị Tú đã đưa ba con nhỏ đến tỉnh Ninh Thuận để thăm cha. Đến khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 6, chị Tú đã cùng ba con đến thăm bà ngoại là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1972, thường trú tại xóm Thịnh Hồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và ở cùng tại phòng của bà Tâm tại số 92 đường Nguyên Phi ỷ Lan, phường 7, thành phố Đà Lạt. Bà Tâm từ Nghệ An vào thành phố Đà Lạt làm vườn và ở cùng nhà với chủ nhà. Sáng 24 tháng 6, bà Tâm đi làm thuê cho vườn nhà người khác, còn chị Tú ở nhà nấu ăn sáng cho các con và để ba con nhỏ ở trong phòng, dù khóa cửa phòng để đi ra ngoài mua sữa. Trước lúc đi khỏi phòng, chị Tú bật bếp ga nấu đồ ăn cho các cháu, nhưng khi ra khỏi phòng thì quên tắt bếp. Gần 9 giờ ngày 24 tháng 6, người dân xung quanh căn nhà phát hiện có đám cháy bùng lên nên đã hô hoán nhau dùng bình chữa cháy, vòi nước để dập lửa nhưng bất thành. Hậu quả, cả ba cháu bé VMA 1 tuổi nam, VNBA 4 tuổi nữ và VAK 6 tuổi nam tử vong. Nghe tin dữ, anh Vòng Duy Anh đã tức tốc từ Ninh Thuận đến Đà Lạt để lo cho vợ cùng hậu sự cho các con chị Lê Thị Hoa thành phố Đà Lạt chia sẻ. Cả ba cháu bé còn quá nhỏ cùng mẹ lên thăm bà ngoại chưa được một ngày thì xảy ra vụ việc thật xót xa. Chúng tôi đứng nhìn cơ quan chức năng làm hiện trường, người mẹ và bà ngoại ngất lên ngất xuống mà không cầm được nước mắt. Đúng là chuyến đi định mệnh của cả bốn mẹ con. Trong buổi chiều ngày xảy ra sự việc, Đà Lạt mưa không ngừng, nỗi buồn của gia đình các cháu bé của người dân tại thành phố Đà Lạt cũng cứ thế mà dâng lên. Sau khi ba cháu bé được đưa về nhà tang lễ của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thì đã có hàng trăm người đến hỗ trợ gia đình anh vòng Duy Anh. Tại nhà tang lễ, chẳng ai nói ai, mỗi người một tay giúp đỡ thân nhân của các cháu bé. Nhiều lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đã đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Bí thư Thành ủy Đà Lạt, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cũng luôn túc trực để động viên, hỗ trợ gia đình ba cháu bé. Ghi nhận của phóng viên, mặc dù trời mưa nhưng hàng trăm người vẫn đội mưa đến nhà tang lễ để thắp nén nhang chia buồn. Có những người mới đi làm về, chân còn đi ủng đến chỉ đứng một góc để theo dõi với đôi mắt đượm buồn, xót xa. Cụ Phan Thị Nuôi, 83 tuổi, phường 6, thành phố Đà Lạt, vừa thắp nén nhang cho ba cháu bé xót xa nói. Nghe tin mà thương, xót lắm. Tôi đến viếng và hỗ trợ gia đình các cháu chút tiền lo hậu sự. Trong nhà tang lễ, anh Vòng Duy Anh liên tục đưa cánh tay lên để lau những giọt nước mắt cứ tuôn dài trên má. Người dân đứng dài dưới hiên nhà của nhà tang lễ cũng không giấu được cảm xúc với đôi mắt đỏ hoe. Theo thống kê của cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, đến chiều 24 tháng 6 đã có hơn 420 triệu đồng được các cơ quan, đoàn thể, tổ chức cá nhân quyên góp hỗ trợ cho gia đình anh Vòng Duy Anh cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt hỗ trợ 54 triệu đồng, Ủy ban nhân dân phường 7 thành phố Đà Lạt hỗ trợ 15 triệu đồng, Tổ dân phố Thánh Mẫu phường 7 thành phố Đà Lạt hỗ trợ 210,7 triệu đồng, Câu lạc bộ Phước thiện 18,6 triệu đồng.